Phát hiện ngư dân mất tích bí ẩn, người dân đặt bẫy bắt được con cá sấu dài 8 mét hé lộ sự thật kinh hoàng. Ngày 19 tháng 7, một ngư dân người Indonesia có tên là Samsul Bari được thông báo đã mất tích bí ẩn khi đang đi bắt tôm trên sông Semaja ở phía bắc tỉnh Kalimantan. Khi cơ quan chức năng tiến hành dò tìm tại khu vực con sông, thì phát hiện nhiều vết tích đáng ngờ giống như đã từng xảy ra một cuộc tấn công của cá sấu, nên đã quyết định chuyển hướng điều tra. Rất nhiều cảnh sát địa phương cùng người dân đã phối hợp với nhau để đặt bẫy và truy bắt con vật hung ác. Trong 2 ngày đầu tiên tìm kiếm, họ đã phát hiện một con cá sấu dài gần 4 mét và một con dài 4,8 mét. Cả hai con vật đều bị ép cho nôn ra thức ăn trong dạ dày để người dân kiểm tra liệu chúng có phải là thủ phạm sát hại người đàn ông đi bắt tôm hay không. Tuy nhiên, không có mảnh thi thể nào được phát hiện nằm trong số thức ăn của hai con cá sấu. Mọi việc tưởng chừng rơi vào ngõ cụt cho tới ngày thứ ba, nhóm tìm kiếm bất ngờ phát hiện con cá sấu dài đến 8 mét và đã bắn thuốc mê khiến con vật bất tỉnh, rồi lôi lên bờ trói lại. Sau khi bị ép cho nôn hết thức ăn trong dạ dày, những người có mặt đều rùng mình khiếp sợ khi phát hiện một số bộ phận cơ thể người lẫn trong đó. Khi pháp y tiến hành kiểm tra, cảnh sát đã xác nhận với vợ của ông Bari rằng con cá sấu này chính là hung thủ cướp đi mạng sống của chồng bà. Được biết, cá sấu dài nhất thế giới con người từng bắt được là lưu long, có chiều dài 6,1 mét, nên việc xuất hiện con cá sấu 8 mét này đã khiến cho các ngư dân ở Indonesia hoang mang tột độ. Và khu vực này lại có tận 14 loài cá sấu đang sinh sống. Đặc biệt, quần thể cá sấu ở vùng cửa sông phát triển kích thước cực lớn và hung dữ. Người dân địa phương hàng ngày vẫn tắm rửa và bắt cá thủ công trên con sông này, nên dễ dàng trở thành mục tiêu của những con cá sấu. Sau khi xem qua đoạn clip bắt giữ con cá sấu khổng lồ, cộng đồng mạng đã không khỏi kinh ngạc và để lại nhiều lời cảm thán bên dưới phần bình luận. Khủng khiếp thật, dài đến 8 mét. Con này phá kỷ lục cá sấu dài nhất thế giới của con lô long rồi hả mọi người? Tôi chả bao giờ dám tắm sông vì lúc nào trong đầu cũng tưởng tượng ra có thứ gì đó đang rình rập mình. Mình nghĩ do cá tôm trên sông bị bắt cạn kiệt nên lũ cá sấu đói mồi mới quay sang tấn công con người đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin Ba Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin Ba Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.